mọi người có thể nghe thấy tiếng châu chấu kêu vào buổi tối, chính là con này. Con này có kêu tách 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 tách. Đây, con châu chấu, cận cảnh con châu chấu. Chúng ta hãy cận cảnh con châu chấu này. Đây là con châu chấu, thưa tất cả mọi người. Con châu chấu buổi tối nó kêu làm chúng ta tưởng là con chim, hóa ra là con châu chấu. Con buổi tối nó kêu trong bụi, chúng ta tưởng nhầm con chim, hóa ra con này chính là con châu chấu. Nó khá to.